cả nhà, chào mừng cả nhà của mình đã quay trở lại với Hiếu Thành Phát và mình là Bảo Ngọc. Các bạn có thấy gì lạ không? Là hôm nay Ngọc chuyển tông, mình sẽ không quay những dòng hai bên ra bên nữa mà mình sẽ quay dòng tay ga này. Thì cái dòng này á, Ngọc thấy có một ưu điểm của nó là nó sẽ không có kén người chạy nha. Ví dụ như là phụ nữ nè, các bạn thanh niên hay là các bạn nhỏ tuổi á, mà mười mấy tuổi, hoặc là các cô chú trung niên, mình vẫn đi được cái dòng này không vấn đề gì hết luôn. Tại vì cái dòng này là không kén người chạy. Thì hiện tại là Ngọc đang ngồi trên em này khá là đẹp, khá là xịn sò. Đó là màu xanh ngọc kết hợp với lại vàng nhựa trắng. Bình thường là Ngọc sẽ đội màu trắng cộng với vàng nhựa xanh ngọc đúng không? Bây giờ mình đội ngược lại. Và không hiểu sao mà cái bản này lại bán chạy lắm luôn á nha cả nhà. Nhiều khách cực kỳ luôn. Phiên bản này Ngọc có cả 125 và 150. Tha hồ cho cả nhà mình lựa chọn luôn nha. Thì bây giờ mình cùng quan sát cận cảnh chi tiết cho em này nha. Thì phần đầu tiên á là cái phần vàng nhựa sẽ là màu xanh ngọc. Còn cái phần này là cái phần này sẽ là màu trắng. Cái này là độ tem 3D. Thì màu sơn minh ngọc có hỗ trợ bảo hành màu sơn cho mình trong 1 năm nha cả nhà. Đi bong tróc là mang ra sơn lại không tốn tiền. Còn máy móc mình sẽ được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 cây. Hiện tại là cửa hàng của Ngọc là có hỗ trợ đổi xe cũ lấy xe mới nè, giao xe tại khu vực Bình Dương. Mua giả góp mình chỉ cần chứng minh hoặc căn cứ công dân là có thể mua được rồi nha. Với lại Ngọc sẽ hỗ trợ trả góp cho các bạn đủ 18 tuổi nè và dưới 60 tuổi nha. Về giấy tờ thì rất là đơn giản và Ngọc có hỗ trợ là duyệt hồ sơ online luôn cho cả nhà nha. Sẵn nay Ngọc sẽ giới thiệu cho cả nhà mình mấy màu nữa, cả nhà mình đi theo Ngọc nha. Đây, như em này đi. Ở đây là Ngọc có phiên bản 125, 125 đỏ đô và đi với mâm vàng. Rất là đẹp luôn nha. Cái bản này là hồi xưa nhiều khách thích lắm nè, nhiều khách thích mâm vàng. Thì hiện tại là bên Ngọc có độ lên mâm vàng rất là nhiều, có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng của mình. Phiên bản này là phiên bản đỏ candy 125. Hiện tại là Ngọc đang bán với giá là 40 triệu đồng là đối với màu này nha. Nếu mình góp em này mình trả trước cho Ngọc khoảng 2 triệu trở lên đi là có thể sở hữu được xe rồi. Và nếu mà bạn nào có khả năng mình trả tầm khoảng 20 triệu trở lên, tức là khoảng 50% giá trị xe là được lấy cả về gốc, lãi suất cực kỳ ưu đãi luôn nha. Rồi đây tiếp theo là Ngọc có em này là em tím xanh titan phiên bản 150 Vario. Thì em này là màu 3D, hiện tại là Ngọc sẽ bán với giá là 49.500.000. Còn nếu như mà trong trường hợp các bạn lấy phiên bản này mà 125 thì đang nằm ở mức giá là 40 triệu đồng như cả nhà nha. Đây là Ngọc có em này nè, em này là màu bạc kết hợp với lại nhựa xanh lam. Thì em này là màu bạc là màu zin, chỉ có điều cái nhựa này là sơn lại thôi. Thì hiện tại Ngọc sẽ bán với giá là 50 triệu đồng với em này ha. Rồi, ở đây là Ngọc có thêm một số màu nữa nè, như là màu vàng chanh, màu bạc, độ nhựa, màu vàng nhẹ ha. Rồi đây là màu xanh lá nữa nè. Ở đây là Ngọc có cả phiên bản 125 và 150, tha hồ cho các khách hàng mình lựa chọn luôn nha. Rồi đây là Ngọc có màu cam, hơi nổi bật một chút xíu ha, màu cam này rất là nổi. Rồi đây, đây là Ngọc có màu trắng đỏ 150 phiên bản zin. Cái này là không sơn, không gì hết nha cả nhà, nhập zin từ nhà máy về luôn nha. Thì sẵn đây Ngọc sẽ báo giá thêm Bandit và GTR. Cả nhà mình đi theo Ngọc nha. Hiện tại ở đây là Ngọc có em này nè. Em này là em Suzuki Bandit. Thì cái em này là Ngọc đã hỗ trợ độ lên rồi. Màu này là màu trắng xanh đen. Cái bản này phải nói là cục máy nó mạnh hơn Sachi luôn á. Mạnh hơn Sachi Raider luôn á. Cái em này đi rất là im. Được nhập từ Indo về. Hiện tại nếu mà mình lấy màu này Ngọc sẽ bán với giá là 51 triệu. Còn nếu mình lấy phiên bản zin thì chỉ có 49 triệu 500 ngàn thôi nha. Rồi sẵn đây Ngọc báo giá thêm GTR cho cả nhà mình. Hiện tại là GTR bên Ngọc về rất là nhiều màu nha. Có màu này nè, màu đen bóng, màu đỏ bóng nha cả nhà nha. Cái em GTR này hiện tại là Ngọc đang bán với giá là 51 triệu 500 ngàn. Nếu mình dự định mua góp em này và em Bandit thì mình đưa trước cho Ngọc khoảng 10 triệu trở lên là được nha cả nhà nha. Về phần mà trả góp á, thì các bạn có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin qua cho Ngọc nè, 0933164446 nha. Sẵn đây Ngọc giới thiệu thêm một số màu nữa luôn, như là Vario Ngọc có màu tím nè. Ở đây Ngọc hỗ trợ độ bản tên nè, ốc titan và kết hợp với lại gương kiểu nữa. Nhìn rất là đẹp luôn. Và các bạn yên tâm á, là mình ở xa lên gọi trước cho Ngọc, mình sẽ được giảm từ 500 cho đến 1 triệu đồng. Và bạn nào có người thân mua xe giới thiệu cho Ngọc sẽ có tiền cà phê cho bạn đó nữa nha. Hiện nay Ngọc còn rất là nhiều màu luôn, như là màu trắng cam nữa nè cả nhà. Trắng cam kết hợp với mâm vàng. Phiên bản này là Ngọc có cả 125 và 150 luôn nha. Nếu mình lấy phiên bản 150 màu zin thì là Ngọc đang bán với giá là 48. Còn nếu mình lấy 125 là đang nằm ở mức giá là 38 triệu đồng. Giá xe cực kỳ tốt và được giảm giá thêm nữa. Nhanh tay gọi cho Ngọc nha, 0933164446 nha.